Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Trong một bữa tiệc sinh nhật rạng sáng 21 tháng 8, anh Nguyễn Tấn Quỳnh, 28 tuổi, ngụ xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Đức Sang. Đến khoảng 0 giờ 30 phút ngày 21 tháng 8, anh Quỳnh điều khiển ô tô về nhà. Khi đến gần trạm thu phí BOT Sông Phan, thì Sang dùng xe máy đuổi theo chặn đầu xe ô tô. Sau khi anh Quỳnh xuống xe ô tô, Nguyễn Đức Sang đã dùng dao tấn công nạn nhân rồi lên xe máy tẩu thoát. Nạn nhân được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã không qua khỏi. Được biết, sau khi gây án, Sang đón xe về hướng thành phố Hồ Chí Minh để bỏ trốn. Đến chiều 21 tháng 8, tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận cho biết, nghi phạm Nguyễn Đức Sang sau khi được thuyết phục, vận động đã quay về nhà, sau đó đến cơ quan công an trình diện. Làm việc với cơ quan công an, bước đầu Sang đã khai nhận hành vi của mình. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định. Ngày 23 tháng 7, một cặp vợ chồng được phát hiện tử vong trong tư thế ôm nhau dưới cống Liên Mạc, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Qua điều tra, công an xác định, tối 20 tháng 7, hai vợ chồng tổ chức sinh nhật cho con và xảy ra mâu thuẫn. Khi đó, hai người lần lượt bỏ đi. Đến khu vực cống nước Liên Mạc, người vợ nhảy xuống nước. Người chồng thấy vậy cũng nhảy xuống để cứu vợ. Tuy nhiên, hai người không quay trở lại bờ mà mất tích. Trong đêm, gia đình và cơ quan chức năng tìm kiếm cả hai nhưng không thấy. Mãi đến 23 tháng 7, một người dân đi ngang qua khu vực mới phát hiện hai vợ chồng đã tử vong. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã đến hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc. Chiều 10 tháng 12, 2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tây Ninh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Thanh Tâm, sinh năm 1986, ngụ xã Phước Vinh, huyện Châu Thành để điều tra, làm rõ về hành vi giết người. Trước đó, vào chiều 29 tháng 11, chị Lê Thị Giờ, tên viết tắt, sinh năm 1984, ngụ ấp Thạnh Tân, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên, Tây Ninh, tổ chức sinh nhật cho Tâm tại nhà của chị Giờ. Chị Giờ và Tâm chung sống với nhau như vợ chồng. Sau tiệc sinh nhật, bạn bè, người thân ra về, còn Tâm và chị Giờ vào phòng ngủ. Lúc này cả hai nói chuyện với nhau thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Tâm cho rằng chị Giờ không tôn trọng và muốn đuổi mình ra khỏi nhà. Tức giận, Tâm xuống bếp lấy dao rồi quay trở lại phòng ngủ đe dọa chị Giờ. Thấy chị Giờ thách thức nên Tâm dùng dao tấn công nạn nhân gây thương tích. Gây án xong, Tâm định bỏ chạy thì bị gia đình chị Giờ phát hiện, khống chế bắt giữ. Sau đó gia đình chị Giờ bàn giao đối tượng cho công an huyện Tân Biên. Chị Giờ được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Tháng 5 2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án giết người và cố ý gây thương tích, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Tuấn Thanh, tức Thanh Râu, sinh năm 1998, Trần Hải Nam, sinh năm 2003, về hành vi giết người, và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Vũ Linh, sinh năm 1994, về hành vi cố ý gây thương tích. Các đối tượng cùng trú tại huyện Châu Thành, An Giang. Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 30 tháng 4, 2021, trong lúc Linh cùng Thanh và nhóm bạn uống bia tại quán nhậu Quốc Huy thuộc ấp Phú Hòa 2, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, thì xảy ra mâu thuẫn giữa Linh và Nguyễn Văn Khánh, sinh năm 2002, trú tại xã An Hòa, huyện Châu Thành, đang nhậu cùng nhóm bạn tổ chức tiệc sinh nhật bàn gần đó. Nổi máu cung đồ, Linh cầm chai bia đến đập vào Khánh 3 cái, sau đó hai bên xảy ra xô xát, được mọi người can ngăn, Linh ra về. Còn Thanh ở lại nhậu tiếp rồi điện thoại cho bạn trở về. Trên đường đi, Thanh thấy một nhóm thanh niên đi trên hai xe mô tô. Nghĩ nhóm này đuổi theo đánh mình nên Thanh điện thoại cho Trần Hải Nam và một số thanh niên khác. Rồi cả nhóm mang theo hung khí chạy đến quán Quốc Huy. Đến nơi thấy Khánh đang đứng trước quán, nhóm Thanh lao vào đánh Khánh. Trong lúc đánh nhau, Nam dùng dao tấn công vào người Khánh, khiến Khánh tử vong. Sau đó cả nhóm lên xe rời khỏi hiện trường. Tối 1 tháng 8, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương xác nhận đã bắt được nghi phạm sát hại nam thanh niên. Theo vị lãnh đạo này, sau khi vụ án xảy ra, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với Công an thành phố Thuận An, Cục Cảnh sát Hình sự và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tiền Giang truy bắt nghi phạm gây án. Đến tối cùng ngày, các trinh sát đã bắt được đôi nam nữ là nghi phạm của vụ án khi đang di chuyển trên đường tại tỉnh Tiền Giang. Bước đầu, nghi phạm khai nhận tên là Nguyễn Thành Thông, sinh năm 2000, và Lê Thị Mỹ Anh, sinh năm 2006, cùng hộ khẩu thường trú tại An Giang.
Theo lời khai ban đầu của hai nghi phạm, do mâu thuẫn lời qua tiếng lại trên mạng xã hội, nên Thông đã hẹn anh Ca, tên nạn nhân viết tắt, sinh năm 2001, quê ở Hậu Giang ra nói chuyện tại bãi đất trống nằm trên đường Thuận Giao 25, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, vào rạng sáng 31 tháng 7. Khi nạn nhân đến điểm hẹn thì tiếp tục xảy ra mâu thuẫn và bị Nguyễn Thành Thông dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng lưng, dẫn đến tử vong. Thông sau đó cướp xe của bị hại rồi bỏ trốn về miền Tây thì bị bắt tại Tiền Giang. Trước đó, vào chiều 31 tháng 7, Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân tử vong của một thanh niên trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, người dân phát hiện một thi thể nam giới ở bãi đất trống trên đường Thuận Giao 25, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, nên trình báo cơ quan chức năng. Nhận tin báo từ người dân, Công an thành phố Thuận An đã cử lực lượng đến phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm sơ bộ. Trên người nạn nhân có hơn 20 nhát dao. Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định rất có thể địa điểm gây án không phải là nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Danh tính nạn nhân được xác định là anh VK, 21 tuổi, quê Hậu Giang. Thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra và chờ người thân đến làm thủ tục bàn giao. Công an địa phương trích xuất camera an ninh để truy tìm hung thủ, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc và tiến hành bắt giữ hai nghi phạm là Nguyễn Thành Thông, sinh năm 2000 và Lê Thị Mỹ Anh, sinh năm 2006, cùng hộ khẩu thường trú tại An Giang. Sáng 13 tháng 4, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Hà Đăng Quang, 18 tuổi, cùng hai đồng phạm là Mai Văn Sang, 18 tuổi và Võ Thành Phong, 18 tuổi, về tội giết người. Theo cáo trạng, Quang có mâu thuẫn với NTHA, 17 tuổi, quê Khánh Hòa, tạm trú Long An, qua bình luận qua mạng xã hội Facebook, nên cả hai sau đó hẹn gặp nhau để giải quyết. Tối ngày 27 tháng 6, 2022, sau khi uống rượu, Quang rủ Sang và Phong đi xe máy mang theo rượu, dao, tìm HA nói chuyện. Biết thông tin HA đang ở quán nhậu ở địa bàn phường 4, thành phố Tân An, nên Quang đã kêu người gọi HA ra nói chuyện. Khi HA đang đi bộ đến điểm hẹn, cả nhóm liên tục dùng rượu, dao đuổi chém. Nạn nhân bỏ chạy, trốn vào lùm cây và liên tục van xin, nhưng vẫn bị ba thanh niên truy sát đến khi nằm gục xuống. Trên đường nhóm Quang bỏ đi, bạn của nạn nhân đã chặn xe, rút chìa khóa và đánh vào mặt Quang. Tức giận, cả nhóm tiếp tục dùng hung khí tấn công anh này đến khi nạn nhân nằm bất động. Gây án xong, cả nhóm lên xe taxi đến thành phố Bến Tre thuê nhà nghỉ, sau đó giấu hung khí. Đến sáng hôm sau được gia đình vận động đến công an tự thú. HA được mọi người xung quanh hỗ trợ đi cấp cứu và bị thương tích 23%. Còn bạn HA thì tử vong tại chỗ. Được nói lời sau cùng, cả ba bị cáo đều quay sang xin lỗi gia đình bị hại lẫn người thân, mong được giảm nhẹ hình phạt để làm lại cuộc đời. Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Quang 17 năm tù, bị cáo Sang 16 năm tù và bị cáo Phong 14 năm tù, cùng về tội giết người. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị và các bạn dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Xin chào và hẹn gặp lại.